Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 7 tháng 8 anh em. Buổi tối ngày 7 tháng 8 ha. Rồi, buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em là khoảng mười mấy lô cưa anh em. Mười mấy lô cưa ha. Rồi, hôm nay thì có những cây nhỏ lẻ cho anh em luôn ha. Những cây nhỏ lẻ và những cái lô nhỏ nhỏ xinh xinh nha anh em. Mini nè, tay cục, tay dài đồ đủ thứ các loại luôn nha anh em. Rồi, tối nay em lên cho anh em mấy cái lô cưa và mấy cái lô máy Magu dọn nổ anh em. Máy Magu dọn nổ ha. Rồi thì còn mấy lô Magu dọn nổ thì em bán lên clip cho anh em luôn ha. Rồi, đây thì trước tiên thì em lên lên máy cưa anh em, máy cưa trước ha. Rồi lát nữa em mới lên cho anh em là Magu dọn nổ sẵn. Rồi máy đây thì em đây có những cái lô máy nhỏ lẻ anh em. Rồi em vô cái lô mình đầu tiên. Con đầu tiên là con số 1 anh em. Con này là 1,4 triệu. Con này là Makita nè. Makita tay dài anh em. Makita tay dài 4040 ha. Rồi làm xích đầy đủ anh em. Làm xích đầy đủ. Rồi con số 1 anh em. Rồi máy bên em thì em sẽ giật hơi tốt và thử lửa cho anh em ha. Số 1 1,4 triệu. Rồi số 2 là con ít tin nha anh em. Con này là ít tin đời, ít tin 200 ha, ít tin 200. Ít tin 200 anh em, làm xích đầy đủ luôn. Làm bánh xe anh em. Rồi ít tin 200. Con này con số 2 anh em, 2,5 triệu. Rồi con số 3 là con Huana. Huana, Huana. Đây Huana, Huana thì làm xích đầy đủ anh em, làm này làm bánh xe ha. Huana, Huana này là con hu máy đây. Con Hu 333 anh em. Basuba luôn ha. Rồi Huana con số 3 1,9 triệu anh em. Con số 3 mà lại ký hiệu là 333 luôn. Rồi. Con số 3 1,9 triệu Huana. Con số 4 tiếp theo là con Huana anh em. Huana này con lớn ha. Huana nè. Làm bánh xe anh em, làm bánh xe ha, có xích luôn anh. Xích nó rớt ra. Có xích đầy đủ ha. Rồi con này là Huana. Huana mấy đây? Huana mấy không biết luôn anh em ơi. Huana. Rồi con này Huana mấy không biết, anh em nào làm cái đời này thì anh em biết ha. Con này em không thấy số gì hết. Rồi con số 4 anh em 4,3 triệu ha. Huana 4,3 triệu nằm đứng luôn. Rồi con số 4 anh em 4,3 triệu. Số 5 là hai con Echo anh em. Hai con Echo, một con là Echo 3,4 nè. Con này Echo QX 3,5. Rồi lô số 5 này hai cây anh em, hai cây 3 triệu. Hai cây 3 triệu anh em. Echo. Làm Latin nha anh em, con này làm Latin luôn ha. QX làm Latin luôn nè. Rồi con này làm Latin luôn anh em. Rồi lô số 5 hai cây 3 triệu ha, 1,5 triệu cây. Làm Latin hết nha anh em. Echo 3,5. Con này là Echo 3,4 nha anh em. Con này 3,4 ha, còn con này 3,5. Rồi lô số 5 hai cây 3 triệu. Lô số 6 là ba con Gilby tay cục nha anh em. Ba con Gilby tay cục ha. Lô số 6 này là 1,4 triệu cây. Ba cây 4,2 triệu anh em. 4,2 triệu ha. 1,4 triệu cây. Làm xích đầy đủ hết nha anh em. Làm bánh xe hết luôn. Rồi lô số 6 ba cây 4,2 triệu. Lô số 7 là Echo. Echo này là Echo 441 anh em. Echo 441 ha. Echo này Echo 360 nè. Echo này Echo 502 anh em. Lô này 3 cây. Làm thì làm bánh xe anh em, có xích đầy đủ ha. Tại nó rớt ra. Làm bánh xe luôn. Rồi con này là làm Latin anh em, làm Latin ha. Rồi, lô số 7 là 3 cây anh em, 3 cây. 5,4 triệu, 1,8 triệu cây. Echo anh em. Echo 360 nè, Echo 411 nè. Này là 441 anh em. 441 này 502. Rồi lô số 7 3 cây 5,4 triệu. Lô số 8 là Echo 343 anh em, 343, 341, 345. Rồi lô này 4 cây anh em, 4 cây ha, 1,6 triệu cây ha. Con này 343 luôn anh em. 343 nè. Nó để mát là Makita anh em. Thuộc dòng Makita nhưng mà này là thuộc dòng Echo nè. Để tem mát Makita. Makita 345. Làm bánh xe anh em, làm bánh xe ha, hai cây. Con này là 331 anh em.
331, con này xài làm bánh xe luôn. Lô số 8, con này thì 343, làm bánh xe luôn anh em. Lô số 8 này là 4 cây 6.4 triệu anh em, 1.6 triệu một cây ha. Lô số 8, 4 con Makita anh em. Con này là dòng thuộc dòng Echo ha. Echo 331 nè, 343, 343, 345 anh em. Rồi lô số 8 này là 4 cây 6.4 triệu, 4 cây 6.4 triệu anh em, lô số 8. Rồi lô số 9 là lô Echo trắng anh em. Echo trắng, Echo gen nè. Lô số 9 4 cây 1.6 triệu một cây anh em, 4 cây là 6.4 triệu ha. Echo trắng, Echo gen, lô số 9. Làm xích đầy đủ hết nha anh em. Lô số 9. Lô số 10 là hai con tay dài Makita tay dài anh em. Cái dòng này có trợ lực luôn anh em, có trợ lực luôn ha. Makita xích là làm xích đầy đủ anh em. Bánh xe, làm bánh xe. Con này cũng vậy luôn. Rồi lô số 10 anh em, 2 cây 1.550 triệu. 2 cây là 3.1 triệu anh em, 1.550 triệu một cây ha, 2 cây 3.1 triệu. Makita. Lô số 11 là 2 cây tay cục anh em. 2 cây tay cục ha. Hai con này là hai con G anh em. G300. Rồi G300 anh em, làm bánh xe. 2 cây 2.6 triệu, 3 một cây. Lô số 12. Lô số 12 là lô này tay dài anh em, tay dài ha. Con này cũng G luôn nè, G300 nữa nè. G300 tay dài. Con này G3200 anh em. 320 ha. Rồi làm với nó là làm bánh xe hết nha anh em, làm bánh xe ha. Con này cũng có xích mà gớt ra nè. Rồi lô này thì lô số 12, 2 cây 2.8 triệu anh em. 1.4 triệu một cây. Lô số 12. Lô số 13 là 3-4 con tay cục nha anh em. Số 13 là 3 cây. Đây, số 13 3 cây này. Con này thiếu làm xích, con này bỏ ra. Đây. Rồi ba con anh em, ba con đầy đủ anh em. Đầy đủ làm xích ha. Lô số 13 3 cây 3.9 triệu, 1.3 triệu một cây nha anh em. Lô số 13 ha. Lô số 14. Lô số 14 là 1.350 triệu một cây anh em, tay cục ha. Tay cục hết luôn, Tanaka tay cục nè, 1.350 triệu một cây. 4 cây 5.4 triệu. 1.350 triệu một cây anh em, 4 cây 5.4 triệu. Lô số 15 là Echo anh em. Echo này là Echo 2835 nè, 283, 2835 anh em. Rồi lô này 3 cây. 3 cây 3.3 triệu anh em, 1.1 triệu một cây ha, 1.1 triệu một cây. Làm xích đầy đủ anh em, có con này làm Latin luôn nè. Làm bánh xe, làm bánh xe. Số 15. Rồi lô số 16 là lô Austin anh em. Austin. Rồi lô này là 6 cây Austin nè, 1 2 3 4 5 6 anh em. 6 cây Austin ha. Austin này thì là Austin 010 nè, 09 nè. Austin này 09 anh em. Rồi 015. 020 anh em. 020. Con này là 011. Rồi Austin nha anh em. Austin lô này thì 6 cây. 6 cây anh em. 010, 09, 010, 011 và 015 luôn anh em. Rồi lô này 6 cây. 6 cây là 5.4 triệu, 900 ngàn cây anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. 900 ngàn cây, lô số 16, 5.4 triệu. Lô số 17 là cu lốc nha anh em. Cu lốc 10-10 ha. Cu lốc 10-10 rồi nè. Cu lốc này lô số 17, 4 cây, 4 triệu anh em, 1 triệu 1 cây ha. Cu lốc này anh em nào làm mấy cái dòng này thì phải nói là bao phê. Làm Latin, làm Latin, làm Latin luôn anh em. Rồi làm Latin luôn, cu lốc 10-10. 4 cây 4 triệu. Lô số 17. Lô số 18 là cu lốc luôn anh em. Rồi 1 triệu 1 cây luôn, 4 cây 4 triệu luôn. 4 cây 4 triệu luôn anh em. Lô số 18. Rồi anh em nào chốt máy cưa thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 anh em. Rồi em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi tiếp tục thì qua kho bên kia anh em. Qua kho bên kia thì em sẽ lên cho anh em là Magu, Magu dọn nổ sẵn. Rồi tiếp theo nha anh em. Tiếp theo ha, thì qua bên kho bên đây thì em sẽ lên cho anh em là 4 lô Magu dọn gòi anh em. 4 lô Magu dọn gòi ha. Thì đây Magu 20 anh em, Magu 20.
Magu 20 luôn ha. Cái lô này thì nó Magu 20 số lượng nhiều cho nên nó là em chia ra hai lô cho anh em ha. Hai lô thì anh em nào muốn chọn lô nào chọn anh em. Lô này 9 cây, lô này 7 cây ha. Rồi hôm nay thì có cho anh em lô Magu 26 dọn nổ sẵn nha anh em. Magu 26 dọn nổ sẵn luôn. Với lại ba con Gubin. Ba con Gubin cổ ngỗng anh em, Gubin cổ ngỗng ha. Rồi máy này thì đã dọn nổ hết nha anh em, đã dọn nổ thì anh em về chỉ việc treo bán thôi ha. Thì máy dọn nổ sẵn thì em sẽ có cho anh em là đầy đủ đồ, tay lái, đầu bò chén kẹp với lại chắn cỏ là cho đầy đủ anh em. Chắn cỏ là em cho đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi tay lái đầy đủ hết nha anh em. Rồi em vô cái lô hồi nãy thì em lên cho anh em là máy cưa anh em, máy cưa ha. Còn bây giờ thì tiếp tục thì lên máy cắt cỏ anh em. Máy cắt cỏ thì có trùng lô 1, 2, 3, 4 anh em. Thì anh em chốt cái lô số 1 máy cắt cỏ thì nói giùm em ha. 1, 2, 3, 4 thì máy cắt cỏ anh em. Còn hồi nãy thì em có lên trước đó thì là lên máy cưa anh em. Cho nên nó là anh em nào chốt máy cưa thì nói máy cưa. Còn chốt cắt cỏ thì nói máy cắt cỏ anh em. Rồi lô số 1. Lô số 1 thì Gobin anh em. Đây Gobin cổ ngỗng bao đẹp luôn. Máy nổ ngon lành hết nha anh em. Máy nổ ngon lành. Rồi lô số 1 này thì 1 triệu 1 cây nha anh em, 3 cây 3 triệu ha. Gobin nè. Gobin nha anh em. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Bao đầy đủ cho anh em luôn ha. Thì máy nổ đã nổ rồi thì anh em nào chốt thì em sẽ gửi cái clip test nổ qua Zalo cho anh em. Rồi Gobin nha anh em. Gobin đã dọn nổ, Gobin cổ ngỗng. Nòng 34 ly. Lô này nòng 34 ly nha anh em. 26cc nè, 26cc, này 26cc luôn nha anh em. Rồi nòng 34 ly hết. Lô số 1 anh em. 1 triệu 1 cây, 3 cây 3 triệu ha. 3 cây 3 triệu anh em, tay lái dài luôn, đầu bò chén kẹp bao đủ. Rồi lô số 2. Lô số 2 là Magu 26 anh em. Magu 26 ha. Rồi Magu 26 đã nổ ngon lành nha anh em, đã nổ ngon lành hết ha. Lô số 20 ở lô số 2 anh em. Magu 26 thì lô này thì 2, 4, 6, 8 cây anh em. Lô này 8 cây ha. 8 cây. 1 triệu 350 1 cây anh em. Lô này 1 triệu 350 1 cây. 8 cây thì là 10 triệu 800 nha anh em. 10 triệu 800 ha. Magu 26 đã nổ ngon lành. Tay lái thì là tay lái dài anh em. Gà bóp luôn nè. Có gà bóp ghim sừng sò. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn. Rồi tay lái dài anh em. Tay lái dài hết luôn, ra bóp gin luôn nha anh em. Rồi Magu 26 đã dọn nổ ngon lành. 1 triệu 350 1 cây nha anh em. 1 triệu 350 1 cây. Lô số 2. Lô số 3 là Magu 20 nha anh em. Đây lô số 3 là Magu 20. Magu 20 thì lô này 950 ngàn cây nha anh em. Magu 20 ha, đã nổ hết rồi nha anh em, máy này. Rồi lô số 3 950 ngàn cây, 7 cây là 6 triệu 650 nha anh em. 7 cây là 6 triệu 650 ha. Lô số 3. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn anh em. Có một cái tay lái tròn. Ra bóp gin luôn nha anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em ha. Rồi thiếu cái đầu bò thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ anh em. Tay lái dài nè. Đầu bò chén kẹp đầy đủ. Cực kỳ đẹp anh em. Magu 20. Lô này lô số 3 anh em. Lô số 3 ha. Magu 20 đã nổ ngon lành. Lô số 3. 950 ngàn cây. 7 cây là 6 triệu 650 anh em. 7 cây 6 triệu 650. Lô số 3. Rồi lô số 4 thì là lô Magu 20 tiếp theo anh em. Lô này tại vì Magu 20 hai lô nó nhiều quá cho nên nó là em chia ra thành hai lô ha. Anh em mình muốn chọn lô nào chọn anh em. Rồi lô này là lô số 4 anh em, Magu 20. Lô này là 9 cây ha, 9 cây. Magu 20 anh em. Lô số 4 950 ngàn cây, 9 cây là 8 triệu rưỡi 50 anh em. 8 triệu rưỡi 50 ha. Lô số 4. 8 triệu rưỡi 50, 950 ngàn cây. Rồi lô này là tay lái thì em thấy là tay lái dài hết nha anh em. Tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chắn kẹp thì bao đầy đủ luôn. Chắn cỏ em bao đầy đủ cho anh em luôn nha anh em. Có chắn cỏ đầy đủ luôn ha. Tay lái là tay lái dài luôn. Rồi cực kỳ đẹp anh em. Lô này là lô số 4 ha. Bao đẹp, 950 ngàn cây. Máy đã nổ ngon lành nha anh em. Thì anh em nào chốt máy nổ thì em sẽ gửi cái clip test nổ qua Zalo cho anh em luôn ha. Lô số 4 950 ngàn cây, 9 cây là 8 triệu rưỡi 50 nha anh em. 8 triệu rưỡi 50, lô số 4, Magu 20. Lô số 3, Magu 20 luôn. Lô số 2 là Magu 26 nha anh em, Magu 26. Đã dọn nổ ngon lành. Lô số 1, Gobin Makita ha.
Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.